Các bác có thấy cung đường này quen không ạ? Đó. Rất là lâu rồi cháu Hiệp không quay trở lại cái cung đường này để chia sẻ cho tất cả các bác cùng xem. Sau khi mà giúp đỡ xong thì hoàn cảnh của các em như thế nào? Đấy. Cháu Hiệp xin chào tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Tam Giác Mạch nhé. Đó. Thì đầu video cháu Hiệp muốn chia sẻ với các bác một chút. Cháu Hiệp đang có một cái ý tưởng, đó là tặng cho các bác hai lọ chẩm chéo hoặc một cân miến, hai lọ chẩm chéo hoặc một cân miến miễn phí. Các bác chỉ cần trả tiền ship thôi. Đấy. Tức nghĩa là hàng, tiền hàng cháu không Hiệp không lấy, mà các bác chỉ trả tiền ship thôi là nhận được món hàng của nhà cháu Hiệp. Tuy nhiên thì để nhận được những cái món quà đó thì các bác phải làm như thế nào? Thì hôm nay cháu Hiệp sẽ chia sẻ với các bác nhé. Đây, nếu mà mọi người mà muốn nhận quà từ nhà cháu Hiệp thì mọi người lên cái fanpage Tam Giác Mạch này nhé. Fanpage Tam Giác Mạch có 39.000 lượt like và 178.000 follow đây này. Mọi người hãy vào fanpage này. Sau đó là vào bài viết đầu tiên, bài viết đáng chú ý đầu tiên này luôn. Mọi người bấm vào chữ nhà Tam Giác Mạch chuyên đây này. Đấy, xong mọi người comment ở đây là đã chia sẻ hoặc là đã muốn nhận quà. Mọi người comment bất cứ một cái điều gì đấy, comment nhé, và bấm nút chia sẻ ở đây. Và bấm nút chia sẻ ở đây là sau đó là nhắn tin cho cháu Hiệp, và cháu Hiệp sẽ tặng hai lọ chẩm chéo hoặc một cân miến nha mọi người nhé. Cháu Hiệp không lấy tiền hàng, chỉ các bác chỉ cần trả tiền ship là 23.000 hay 25.000 gì đấy là được nhận hàng. Đó, nhưng mà điều kiện là mọi người phải comment và chia sẻ bài viết này cho cháu Hiệp nhé, vào fanpage Tam Giác Mạch, sau đó là comment và bấm nút chia sẻ ở đây. Đấy, bấm chia sẻ lên lên Facebook của mình, hoặc chia sẻ đi bất cứ đâu cũng được, miễn là vào đây. Đấy, like chia sẻ, sau đó là comment là tôi muốn nhận quà nọ kia thì cháu Hiệp sẽ gửi cho. Đấy, mọi người nhớ là tiền hàng cháu Hiệp không lấy nhé, miễn phí, chỉ trả tiền ship thôi, tiền ship là 23.000 hay gì đấy thôi. Bình thường là cháu Hiệp bán một cân măng là một cân miến là 90.000 rồi, hai lọ chẩm chéo là 98.000 rồi. Nhưng mà hôm nay sẽ tặng các bác chỉ cần trả 25.000 tiền ship thôi là các bác đã có được hàng rồi nhá. Đấy, anh em mình đang đi vào nhà của vợ chồng Ly Quân. Hai vợ chồng trẻ mà có thanh niên bị gãy chân đấy, nên là được giúp đỡ đấy. Nhà chú Đăng Dương hỗ trợ hơn 100 triệu và các nhà hảo tâm khác hỗ trợ xây nhà xong rồi. Không biết là bao nhiêu lâu cháu Hiệp không quay lại đây rồi, mọi người có thể comment nhé. Cháu Hiệp không nhớ rồi. Bây giờ tre nó đã, cây vầu nó đã to rồi. Xem là có điều gì thay đổi nhé mọi người nhé. Rất lâu không quay trở lại rồi. Hello. Xin chào. Ấy da, có bếp rồi à? Tự xây à? Ô, tưởng các bạn nhỏ đi học mà. Học một buổi thế à? Xin chào. Khỏe không? Nhìn người yếu lắm nhỉ? Đang gạt à? Gạt gạt hết chưa? Chưa hết. Rồi ok, kẹp như thế đây rồi. Nhà sạch sẽ phết nhỉ? Hay là biết anh đến thì quét đấy? Không ạ. Ui rồi ôi. Khiếp. Rồi, sáng. Chào Tú nha. Bác chào Tú nha. Chào chưa? Được. Đâu Tuấn đâu? Cái mẹ ở kia. Vâng, đang nấu, định nấu cám. Ui rồi ôi. Vãi trưởng thật các bác ơi. Cháu Hiệp xin phép dùng từ vãi nhá. Bởi vì là lâu quá quay về. Có cái gì thay đổi không? Dạ. Em làm chuồng trâu nó chuyển lên đây rồi. Thế nào, giờ này. Chào chào các ông các bà, chào quý khán giả. Chào anh Hiệp. Ok. Gì mà râu ria khiếp thế? Vất vả quá à? Vâng. Hay bận quá? Tóc tai không. Cắt đi cho nó gọn gàng tí. Vâng. Lâu lắm anh không vào đây rồi nhờ. Vâng. Được bao mấy tháng rồi? Chắc 2 tháng. 2 tháng. 3 tháng. Bác chào Tuấn nhá. À, được, ngoan, quá ngoan. Mẹ đâu? Mẹ đi làm rồi. Mẹ đi làm ở đâu? Hà Tuấn. Không biết á. Hay là mẹ bỏ đi rồi?
Đây, quay cho các bác xem. Lâu quá không quay lại, bây giờ mình phải thấy những cái gì thay đổi là mình quay cho các bác xem hết. Trước tiên thì vẫn một lần nữa chân thành cảm ơn gia đình chú Đăng Dương và tất cả các nhà hảo tâm của chú anh chị và mọi người đã hỗ trợ cho hai vợ chồng bây giờ có một cái cơ ngơi quá là khổng lồ. Cái này dây điện à? Đúng đúng thế. Em làm cái giáo này, trồng bí mà không lên. À, để bí ấy à? Ui dồi ôi, nhìn hoa màu thích chưa? Có rau ăn nhá, dưới kia gừng rất nhiều. Có gừng thì chắc phải nuôi gà rồi đúng không? Vâng. Thì mới hợp lý được. Thế là chỗ này là chưa xử lý được gì à? Chưa. Thế cái bếp là lợp bạt thôi à? Chưa, em mới làm xong mấy hôm. À, mới làm xong mấy hôm, chưa mua được bờ lô đúng không? Vâng, vâng. Em định tháo cái cú ở dưới kia đây, với lại đang mùa gặt nhé. À, thế tháo cái nhà kia lên. Vâng. Xong là lợp vào đây. Vâng. Nhà vẫn rất là sạch đẹp nhỉ. Các con may quá, các con nó giữ cho. Anh chỉ sợ về lâu lâu về nhà toàn đất thì đúng là hết cả hơi. Nước các thứ sử dụng ngon lành chứ? Có. À. Còn đi vệ sinh ở ngoài rừng không đấy? À, bây giờ thì bà bảo là làm bếp ở đấy thì bà bảo không vệ sinh ở đấy. Sao đâu? Tắm. Không sao. Không sao đâu. Em dẫn ống ra đây rồi thì làm sao? Vâng, cái nước ống thải nó rất là ít, nó không phải là mình xả 10 một chậu nó ra một chậu đâu. Vâng. Nó không có mùi và nó nước nước xả của nó ra đây cơ mà, có sao đấy. Vâng. Hiểu chưa? Đấy, mình có ngủ ở đấy đâu, mình chỉ nấu nướng ở đấy để đồ đấy thôi mà, bình thường không vấn đề gì cả. Không đi bây giờ xây nhà vệ sinh các thứ trong đấy lại không đi. Đùa. Đây đi xuống dưới này tí đi xong vào nhà sau nhờ. Em cứ vào nhà uống nước trước đi hoặc là đi theo anh tí quay tí xem nào. Vâng. Ôi rồi ôi. Một đại công trình, một trang trại khủng khiếp luôn. Đúng. Chỉ cần một thời gian nữa thôi là thanh niên này là giàu nhất làng luôn cho mà xem. Châu này là châu của anh trai à? Cho một con cho em. À một con cho em. Hôm chào bác nhá. Ôi trời ơi, khỏe không bác? Khỏe không? Mà nay kìa cô, không biết nói gì đúng không? Bây giờ là cả nhà ở đây rồi chứ? Vâng. À, dưới kia là dọn hết chưa? Hết rồi ạ. Ừ. Ui giời, quá tuyệt vời. Thế là bây giờ có một con trâu. Đây. Ừ. Ba con là của bác. Vâng. À, xem lợn nào. Mà trời mưa. Mất nay tung cô. Ui rồi ôi, thanh niên này biết làm đấy. Lợn đợt nọ là bán hết một phát luôn cho anh trai của anh đúng không? Vâng. Ừ. Này bà để một con cho ăn đến. Ui giời, thôi. Anh không vào quay thì không ấy, vào quay thì các em cứ bảo là để một con cho anh ăn Tết, anh cũng ngại quá. Không, nhưng mà em nói từ trước rồi mà. À. Không phải lúc nào gặp anh mới nói được. Ờ. À. Bây giờ là đội này là tách đàn à? Mới đẻ tách à? Vâng, mới đẻ hai con đấy chứ. Hai con của con nào con này? Vâng. Ôi dồi ôi, mẹ nó to quá nên là con cũng to bằng nắm đấm luôn. Trời ơi. Cái này là gì đây? Loại ngô. Ngô cái loại ngô. Ngô mốc à? Không, té ra. À, loại ngô. Bây giờ là lợn thịt là một gian riêng này. Đấy, trọng quay kỹ cho các bác xem. Nhất là gia đình chú Đăng Dương chắc chắn là rất muốn xem cái này. Đấy, và đương nhiên rồi, những ai mà yêu quý vợ chồng Ly Quân thì không có gì tuyệt vời hơn khi mà quay trở lại thấy các em biết làm và có sự thay đổi rõ rệt như thế này. Bên này là lợn đẻ. Nhưng mà sao có một con nhỏ cũng ở bên này? Nó chui cái lỗ này. Lợn nái là một chuồng này, còn bên này là lợn bắt đầu vỗ béo đúng không? Vâng. Thế còn bên này, giống à? Ừ, vâng, lợn giống. Đấy, ui giời ơi, chuồng trại khiếp. Trên này là gà. Gà, vâng. Gà anh nghĩ là không cần quây á, cái sợ nó mất. Nhà anh chó nhà chiền hôm rồi cắn chết gần 20 con đấy, nhà quây ạ. Bị cắn chết á? Chó. À. Nhà chiền nuôi. À. Đây, chuồng trại bên trên này là chuồng trại nuôi gà nhé. Còn dưới này là một đại công trường nuôi chăn nuôi gia súc. À, gia súc tuyệt vời quá em ạ. Làm hết nhiều không? Cái này. Ừ. Hết là 15 triệu. Ừ. Em xây không dốc mấy rồi. Dốc tí nữa là tốt. Mình xúc vâng. Phát hoặc là xả nước phát nó đi luôn. Cái này vẫn dốc nhưng mà không đạt cái độ dốc ấy rồi. Vâng. Đấy. Tuyệt vời quá nhỉ. Đấy, cái này mình chỉ cần lấy cái làm cái xẻng xúc của gỗ ấy. Xúc phát là phân xuống dưới kia hết sạch sẽ ngay. Đấy. Đây chắc là thanh niên mà cả xóm sẽ phải học hỏi mô hình làm ăn, bởi vì là sau khi được giúp căn nhà rồi thì cái
Bây giờ chân là còn chưa rút đinh nhá. À, còn phải rút đinh nữa và phải mất 1 năm nữa để hồi phục khỏe hẳn thì em nó mới khỏe và được như mọi người. Nhưng mà bây giờ đã như thế này rồi thì cháu Hiệp nghĩ rằng là sẽ rất nhanh thôi. À, đây bể nước luôn à? Vâng. À, nước xả xuống đây luôn. Vâng. Đấy. Nước vẫn bơm ở nhà dưới lên thôi. Vâng. À, vẫn mọi thứ vẫn nguyên như thế đúng không? Cái này là nước mưa. À, cái này nước mưa à? Cái ngăn bên này nước sạch. À. Bên nhưng mà em theo em thì ngăn nào sạch hơn? Ngăn này em bơm từ dưới lên. Nước mưa cũng sạch nhưng mà nước bờ lô xi măng thì mình không nên uống nhiều hoặc là không nên uống càng tốt. Vì nó có chất amiang ở trong này thì gây ung thư. Vâng. Thật ra nước nguồn mình rất là sạch mà. Đấy. Rất là sạch sẽ, chỗ để nấu cám các thứ rất là tuyệt vời. Quá là tuyệt vời luôn. Bây giờ nhà cửa chuồng trại là thành một cái khu riêng biệt sạch sẽ luôn. Đấy. Chào các bạn nhé. Lâu lắm rồi nhà anh không nuôi trâu rồi, đâm ra là không được đi chăn trâu. Tiêu. Chó nhà em đây à? Vâng. Phải ra bể đậy nắp đàng hoàng, khác tự đổ, khác tự làm hết à? Vâng. Khá quá nhỉ. Đấy. Bây giờ mọi người nhìn cái đại công trình nhìn nó sướng chưa? Nếu mà mình mà rào bằng cây được cái nhà rào hết cả cái rừng này cho nó ở thoải mái thì gà nó mới nhiều cái ăn lớn. Vâng. Bây giờ có khoảng bao nhiêu gà thịt? Thịt thì chắc tầm khoảng chục con, 8 con với lại 7, cái con. Này gà ấy gà. Gà con hả? Gà con chiên nên ăn. Mái anh thấy nhiều đấy nhỉ, mái để trứng chắc một chục con á. 8 con. Ừ. Đấy, trứng mình không, thật ra tùy vào mùa nhé, mùa nước nhiều thì mình không nên nuôi gà con, lấy trứng bán còn ra tiền nhanh hơn là gà con. Vâng. Đấy, còn gà con thì khi nào mùa khô thì ít bệnh ấy thì mình hẵng bắt đầu để ấp, còn không là cứ đẻ là gom 20 quả, 30 quả một lần đi chợ là mỗi quả 5.000 là mình cũng ra tiền rồi. Nhà anh cũng nuôi kiểu như thế mà, gà mái thì cứ đẻ xong là mang trứng đi bán thôi. Bởi vì nuôi gà con thứ nhất là dịch rất nhiều, xong nuôi 1 năm mới được một con gà bán. Đấy. Quá tuyệt vời, bể nước, các thứ là nước vẫn là bơm ở dưới kia lên. Tuy nhiên thì mọi thứ nó đã vào gọi là quy củ hết rồi. Bây giờ là rào hết những này thì gà nó cũng không vào sân nhà chơi được, không hỏng hóc được nhỉ, không bẩn được. Đấy. Các con vẫn đi học đầy đủ chứ? Vâng. Tốt rồi. Đó. Cái này tự xây à? Em tự xây mà, nhưng mà chưa có xi măng đổ hết. Ừ. Cái bể phốt thì anh nói rồi, xử lý dùng bình thường không ảnh hưởng gì đâu. Không mùi, không có, nó không bẩn như mình nghĩ đâu. Bởi vì nó là có 3 ngăn, thì khi mà từ ngăn từ thứ nhất sang ngăn thứ hai thì nó đã có cái sự phân hủy rồi. Đấy, và khí nó sẽ theo cái ống đi lên và nước thì nó sẽ theo cái mạch đi ra. Thế thôi. Thật ra là nói không bẩn là không hôi thì cũng không phải, mà nếu như để ăn uống ngủ nghỉ ở đây thì không phải. Nhưng mà mình chỉ để cất trữ lương thực rồi nấu nướng các thứ mình lại vào nhà lớn ăn thì bình thường hết, không vấn đề gì. Đấy. Tự làm xong mới làm xong được mấy ngày, bây giờ bận gặt quá nên là chưa tháo cái về phơi được à? 3 ngày. Một mình tự làm như này. Vâng. Vợ là đi làm rồi. Vâng, đi làm được 2 tháng. 2 tháng rồi, có gửi tiền về không? Không bao giờ gửi, 3 triệu. Cứ dần dần. Em thì bao giờ tính em đi làm? Em thì chắc qua năm rồi. Rút đinh đi nhỉ? Vâng, hôm kia bác sĩ gọi điện bảo xuống rút đinh mà chưa đi được. Cứ rút đi cho nó ok, yên tâm. Anh vào nhà. Úi giời, bắn chân rồi à? Vâng, cái này em để ngô ấy. À, bảo để ngô nhưng mà chưa để. Đấy, các bác ạ. Đúng là bản thân mình sẽ có những cái sự rút kinh nghiệm là gì. Nếu như mà thật ra nó cũng phụ thuộc vào tài chính của từng gia đình nữa, cũng không phải là như thế là ok. Làm cái trần này hết bao nhiêu? 12 triệu. 12 triệu. 12 triệu 300. Thế là vợ đi làm mà gửi tiền về làm à? Vâng. Đấy, giỏi quá. Vẫn chưa trả nợ hết. Thật cứ dần dần. Không lẽ lấy nước nguội cho anh, anh uống nước nóng được. Sạch sẽ quá nhỉ. Đấy, đúng thanh niên nó phải như thế chứ. Giúp xong là nó phải như thế các bác ạ. Nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Nói thì nói gì nói, nó cũng không phải so sánh đâu. Nhưng mà nhiều nhà anh em dân tộc Mông mà cháu Hiệp đã giúp thì thật ra cái nếp sống của họ cũng quen rồi. Bao giờ cũng vậy, người giao sẽ đâu đó sẽ có những cái sự là ok hơn tí.
không phải phân biệt đâu nhé, đấy là cho Hiệp nói chia sẻ chân thành như thế. Nên là video như anh em mình quay như này là muốn lan tỏa một cái sự tích cực tới các hoàn cảnh mà mình đã giúp hoặc là sau này được giúp, hoặc là những ai đang theo dõi hành trình của anh em mình, được biết là cuộc sống của các em như thế nào. Rất sạch sẽ, bát đũa các thứ, gọn gàng các thứ. Vợ em bảo là tí nữa anh về đến nhà thì gọi cho em, chẳng biết là muốn gửi gắm điều gì. Đấy, bây giờ là mẹ ở một phòng, phòng bên này là để thóc lúa ngô gạo ủ được đấy, nhiều đấy. Ui dồi ôi, đây một vụ của nhà mình hay là ai gửi đây? Cái gì ạ? Ngô này của nhà mình hết à? Vâng. Đây ngô. Ui dồi, thoải mái, chỗ này phải tầm 100 sinh nhỉ? Vâng. Được đấy, ba tải to hết cỡ lớn này, một cái này gọi là cái gì nhỉ? Cái cáng nước này này. Đấy, ngô hết, cái ngô, gạo đâu? Gạo, trường gạo đang chỗ ở trên trần. À, thế đi đường nào lên? Đây, em làm cửa thang nhỏ. Đấy. À, trong nhà tắm lên à? Vâng. Ui dồi, được đấy, biết đấy, rất biết làm. Đó. Đây là những cái mà các em tự làm sau khi anh em mình rút nhé. Đấy, nếu như mà làm được hoàn thiện như này cho bất cứ gia đình nào thì đều là mong muốn thôi, nhưng mà nó sẽ dôi chi phí rồi là tùy trường hợp. Đây là anh em mình tham khảo, đây là đường đi lên này. Các em làm cái thang này mình bỏ ra bình thường đúng không? Vâng, bỏ ra bình thường. Đấy, xong là lên trên này là các em cất chữ lương thực gạo. Khả năng chú Đăng Dương chú xem được video này rất là vui, bởi vì là em Quân là em Ly là bây giờ là bán hết trần rồi, trần ván ép loại ván đắt tiền luôn, trần làm ngon lành. Tự bán hay là thuê? Ông có một anh làm ở cơ khí ở trong làng. À, là thầu hay mình mua vật liệu xong nhờ anh ấy về bán thôi? À, nhờ anh ấy mua về xong lại bán. Nhà ở cho đến thời điểm hiện tại thì không có dấu hiệu nứt rách hay là hỏng hóc gì đâu mọi người nhé. Rất ngon lành. Mái vẫn ok sau trận bão vừa rồi, vẫn ngon lành nhà. Vâng. Đấy, sức khỏe dạo này thế nào? Em khỏe. Khỏe. Vâng. Chân thì cứ túc tắc thôi, đừng có vội mà đạp này đạp kia nhé. Vâng. Em Quân thì em đi làm mất rồi, đang ở dưới Hà Nội. Đấy, có lẽ là đúng sẽ là điện thử xem là em ấy chia sẻ cái điều gì. Bởi vì hôm nay vào đây thì mọi người cũng trên cái tinh thần là rất là vui. Cháu Hiệp vào đây với một cái tâm thế rất là vui vẻ, bởi vì là thấy cuộc sống của các bạn ấy là thay đổi rất nhiều và chỉ có tốt lên thôi. Nên đâm ra là vui rồi. Vợ mình khóc cái gì ở đây, trước vợ tâm sự cái gì đây? Vợ đi làm quán cơm ở dưới Hà Nội đúng không? Vâng. Gọi không được. Xem nào. Không có sóng luôn. Có rất nhiều những cái sự thay đổi, bây giờ đang thu lúa nữa rồi. Thì lộ trình vẫn sẽ là đi nhổ đinh trước Tết. Vâng. Để ăn Tết. Xong là khỏe hẳn mới bắt đầu đi làm. Vâng. Là con lại giao cho mẹ. Vâng. Hai vợ chồng lại đi làm. Có mục tiêu gì không, mua đi làm mua xe hay là mục tiêu đi làm để như thế nào đấy? Em bảo đi làm xong là đào 1-2 sào ruộng. À, đào thêm ruộng, bởi vì là hai con trai mà đúng không? Vâng. Nên là cũng cần phải chuẩn bị trước khi các con lớn. À, đây để gọi cho nóc nhà của em một tí xem nào. Vợ có hay gọi điện về không? Có. Có hả? Vất vả đấy, vợ làm cũng vất vả nên là cứ bảo ban nhau mà cố gắng. Đợt trước thì là lòng ngoằng ở bên ngoại đấy, vợ em cũng hay nói chuyện với anh, nhưng mà anh bảo là chuyện gia đình thì anh không biết hướng dẫn thế nào. Vâng. Chung là em khác thế mà. Hello. Anh vào nhà em thấy Quân nó đưa cô nào về ở rồi. À, lấy một cô mán xinh lắm về ở cùng rồi. À. Thế bảo anh gọi làm gì đấy, anh đang ở nhà em quay phim với chồng em đây. Uống nước đi em. Em tưởng là
Anh nói nó ở nhà nó làm như một con trâu, làm sao mà nghe điện thoại được. Hết xây rồi đến làm chuồng trại rồi cho trâu cho lợn, xong là nhiều việc con cái nữa, làm sao mà nghe điện thoại cho em được suốt. Ôi giời, có thì mừng luôn, không có. Anh vào thấy nhà em đẹp quá rồi. Thay thay đổi nhiều quá, bây giờ trâu 8 con. Lợn đầy. Thế có nói chuyện với chồng không? Thế em làm quán cơm ở dưới đấy được một tháng bao nhiêu tiền? 6 triệu mà, em đang gửi về rồi. Phải hỏi chồng biết ngay. Chồng bảo là em chỉ gửi về có 3 triệu thôi. Thì đợt, 2 đợt 3 triệu về đấy nữa. Thế là 6 triệu là để làm cái trần nhà đấy hả? Đúng rồi. Thế là một tháng 6 triệu ăn nuôi ăn ở luôn. Thế thì quá sướng rồi, lương còn cao hơn giáo viên rồi. Anh ơi, em chưa dám dùng một đồng một xu nào đâu đấy. Ở đây toàn là ở không thôi. Anh đang quay video đấy, có chào khán giả thì chào luôn đi nhá. Vâng, bảo chồng em chào cũng được mà. Tại vì em không lên hình thì chồng em chào hay lắm, bây giờ nói chuyện hay lắm. Thế là mỗi tháng là gửi về 6 triệu là gửi về 9 triệu à? Chắc là đến bây giờ chắc là em không gửi về nữa, em phải xin cơ để xem đến cuối năm em về có được trả cho nhà bác không, nhà anh trả. Thế không chuẩn bị tiền cho chồng đi nhổ đinh à? Em không biết là anh ấy có xác định là đi hay không. Thì em, nếu mà anh xác định là đi thì nói với em thì em cũng chỉ về. Hoặc là anh xuống đây em cũng đi để bảo cô chú là em nên chồng. Quân bảo sáng nay bác sĩ gọi rồi đấy, là một thời gian nữa gặt xong là sẽ xuống Hà Nội đi tháo đinh đấy, chủ động sắp xếp thời gian đi, tiền bạc nữa. Rồi ok, nếu như bảo em như thế thì em sẽ xác định luôn. Khi nào xuống thì nó mình báo với em thì em trong. Thì cứ dần dần thôi, bây giờ ai trả nợ đúng không? Có phải ai là sẵn tiền đâu, mình phải có nợ thì mình mới có động lực làm chứ. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là tháo cái đinh chân chồng em xong là con nó khỏe thì sang năm nó cũng đi làm cùng nhau, thì một năm có mà được kiếm mấy tỷ về tha hồ mà tiêu. Thế thôi thì không có việc gì thì anh tắt nhá. Thế thì em ở nhà đúng không? Sao chồng đi làm đúng không? Nếu mà anh ấy xác định là anh ấy đi làm thì em xác định là cho anh ấy đi làm luôn. Em ở nhà trông con và bà. Thế thôi nhá, không có chuyện gì nữa, tắt đây. Ok, chẳng biết là anh có làm được chưa cho anh ăn hay không nhỉ? Ôi trời, anh ấy thịt gà rồi, không phải lo. Mấy nữa xem video khác thấy nhá. Ok, bye bye anh nhớ, chào anh. Bye bye anh nhớ. Bye bye anh nhớ. Thôi nhá. Rồi, ok. Thế tốt rồi. Đi làm dưới kia mà một tháng 6 triệu mà người ta nuôi ăn ở, tức nghĩa là đút túi 6 triệu.
Em cứ rủng rỉnh cho vợ em là 1 tháng 1 triệu chi cho những cái đồ phụ nữ này, rồi là gội tắm, các tắm gội các thứ này. Nghe chưa, vợ bảo không dám tiêu nghìn nào vì là còn rất nhiều khoản nợ, rồi là cái chân của em nữa. Bây giờ thì nói chung là cũng ổn, nhưng mà mình cũng phải lưu ý, một khi đã gãy rồi thì nó sẽ không được lành lặn 100% nữa. Đó, thế lộ trình là bao giờ sẽ đi tháo đinh này? Còn đang nợ công gặt lúa. À, bây giờ trên này vẫn công à, vẫn gặt là vẫn đổi công nhau à? Vâng. À, đổi công nhau. Chắc cũng phải hết tháng 10 đi nhỉ? Vâng. Thì lúc đấy mới rảnh rảnh. Đấy, cái gì cái khó khăn thì anh nói rồi, ai cũng khó khăn đâu. Nhưng mà đến thời điểm mà nên tháo đinh rồi thì mình cố gắng tháo xong là để nó hồi phục thì mình mới có thể làm an toàn được. Đấy. Nói chung hôm nay vào thấy mọi thứ nó ngon lành như thế này rồi thì chắc chắn là ai cũng cảm thấy mát lòng mát dạ, khi mà bản thân các em cuộc sống dù còn rất nhiều khó khăn nhưng cũng đã có những cái sự vươn lên, có những cái sự tính toán và có những cái cách làm để tự mình thoát ly mình ra khỏi cái vũng bùn. Thì đây sẽ là những quả ngọt mà quý khán giả với anh em mình là những người đồng hành với nhau sẽ cảm nhận được cái điều đó. Đói. Thông tin với mọi người là em Quân bây giờ đang làm quán ăn ở dưới Hà Nội. Cô chú cũng rất là tuyệt vời. Cháu Hiệp cũng đã được nói chuyện với chủ của em Quân rồi. Cũng rất là tốt và cũng là một khán giả của cháu Hiệp. Đói. Thì được hỗ trợ ăn uống thì cái công của các em đi làm sẽ được trọn vẹn giữ, và mọi người cũng có thể lắng nghe những cái thật thà của các em chia sẻ rồi. Thì ít nhất 1 năm các em cũng dành dụm được khoảng 50 triệu nếu mà làm đều. Thì sau này em Quân em khỏe chân rồi thì sẽ một trong hai sẽ đi làm biển biệt để mà đỡ được những cái khó khăn. Sau đó là về mở thêm luộng, đào thêm ao, sau đó là cũng sẽ túc tắc thôi. Mình nhà nông thì sẽ nuôi con này chăm con kia thì cũng có đồng ra đồng vào. Bao giờ cũng thế, bà con là những người bám đất bám bản, bám đất bám rừng để gần như là đóng góp rất là quan trọng trong cái việc giữ gìn bờ cõi. Không phải cứ đi làm ngoài kia để nhiều tiền giàu rồi mới là giỏi, mà là với những bà con nông dân mà chịu khó bám rừng bám núi bám bản để tự lực mình làm kinh tế đi lên cũng là một trong những cái tấm gương rất là nên chia sẻ. Đó, bởi vì là không chỉ cuộc sống của họ mà họ còn đóng góp rất lớn trong cái việc giữ gìn bờ cõi lãnh thổ của đất nước Việt Nam mình. Thế thì hôm nay vào đây cũng không có một cái gì là phải nhắc nhở hay là dặn dò các em, bởi vì các em là những người được đi học và sống ở môi trường rất là văn minh. Thì khi mà có được những cái giúp đỡ trong cái giai đoạn khó khăn nhất thì bản thân các em cũng đã có những cái sự xây dịch nhất định rồi. Hy vọng rằng là những ngày này của những năm tới khi mà các anh đến thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái tin tốt hơn nữa, và thậm chí là mua được ô tô hay là lắp được nóng lạnh điều hòa cho gia đình nữa là cũng tốt. Đấy, anh chia sẻ như thế nhá, chúc mừng các em. Đấy. Em cảm ơn anh. Bọn anh thì cũng là như con chim bồ câu đưa thư thôi. Bây giờ thì xung quanh nhà, tại vì mình ở rừng mà nên là chịu khó phát rừng một tí, vâng, thì nó mới đỡ muỗi. Còn vấn đề bể phốt các thứ thì em đừng nghe mẹ nhé, mẹ không hiểu cái nguyên lý hoạt động của bể phốt nên là cứ lo là ở đấy là bẩn, với cả khi mình chỉ ngủ và ăn uống ở đấy mới là không sạch thôi, chứ còn sinh hoạt đồ làm kho rồi là nấu nướng các thứ mình mang về đây đóng cửa ăn bình thường. Ở dưới kia người ta còn bể phốt, người ta còn ở ngay dưới cái bể nước hoặc là cạnh bể nước hoặc là ngay dưới giường ngủ cơ. Bởi vì họ là nhà ống thì chỉ có 4 mét, sâu 15 mét, 20 mét thì họ bắt buộc họ phải ở trên hố phân luôn. Còn mình đã hố phân ở ngoài nhà rồi thì mình cứ thôi không vấn đề gì cả. Đấy, phải bảo mẹ như thế, chứ còn giờ có nhà vệ sinh mà còn lên rừng, lên núi hoặc đi làm nhà vệ sinh ngoài kia không phải tự hoại, nó cũng rất là mất vệ sinh. Đấy, lý do vì sao anh làm như thế. Nước nôi điện đóm không vấn đề gì đúng không? Vâng. Nhà cửa là cũng không có vấn đề gì cả, rất là tuyệt vời rồi. Thì anh em mình chỉ biết chia sẻ như vậy thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Và như đầu video cháu Hiệp đã nói rồi, các bác mà muốn được nhận hỗ trợ, được nhận quà của cháu Hiệp, đó là 2 lọ chẩm chéo hoặc là 1 cân miến rong miễn phí. Các bác chỉ trả tiền ship thôi nhé.
tiền ship thì cho nó hiểm nói rồi, với hai lọ chẩm chéo chắc nó rơi vào khoảng 20.000, còn một cân măng nó rơi vào tầm 27.000 thôi, à một cân miến. Thì các bác chỉ cần lên fanpage của cháu Hiệp comment là đã chia sẻ xong bấm nút chia sẻ đi, hoặc là like fanpage cháu Hiệp thôi, xong là nhắn tin cho cháu Hiệp địa chỉ của nhà các bác là cháu Hiệp sẽ gửi tận nơi nhận hàng, kiểm tra và thanh toán tiền ship 20.000 thôi là các bác sẽ có được quà của cháu Hiệp nhé. Tại vì thời gian này quý khán giả hỏi rất nhiều là cháu Hiệp không bán hàng à, hay là bây giờ cháu Hiệp không thấy xuất hiện trên Facebook hoặc TikTok nữa. TikTok thì bị khóa rồi, còn Facebook thì vẫn có, nhưng mà page nó đang bị flop, đang bị hạn chế nên mọi người sẽ không thấy. Nên là ủng hộ cháu Hiệp chia sẻ page thì bằng cách thì như vậy thì cháu Hiệp cũng lại biếu lại các bác hai lọ chẩm chéo và một cân miến, một trong hai thứ đấy nhé các bác nhé. Rồi, còn bây giờ em Quân có điều gì chia sẻ không, anh kết thúc video đây. Chào chào các bà, anh Nghiệp. Cảm ơn anh Nghiệp đã vào thăm nhà cháu. Thời gian này có liên lạc với chú Đăng Dương không? Cách đây một tháng ấy, em chưa gọi. Tại vì đợt vừa rồi là chú ấy bị hack Zalo, là đi lừa khắp nơi, thậm chí còn lừa bảo là anh chuyển tiền ra, nhưng anh biết ngay rồi. Chú Đăng Dương, chú không bao giờ chú đi làm mấy cái trò đấy. Chú bị kẻ xấu hack nên là lưu ý. Bận mấy thì bận 1-2 tháng, hoặc là khi nào mình có thời gian mình cũng nên tâm sự với chú một xíu. Với cả là tâm sự với vợ thật nhiều vào, bởi vì là làm việc xa nhau thì chắc chắn sẽ có những cái khúc mắc và mình phải tin tưởng nhau. Đấy, vợ em anh thấy là một con người rất là thật thà và rất là giỏi. Nên là bản thân mình cũng thế, anh cũng vậy thôi, anh với vợ anh thế. Gia đình nào nó cũng sẽ có những cái lúc mà mâu thuẫn, nhưng mình phải vì một cái chung là cái gia đình. Đấy. Nói chung là Quân thì cũng tâm sự nhiều. Thứ nhất là chuyện gia đình nhà ngoại này, xong là cũng nhiều lúc vợ chồng cũng trục trặc. Anh thì không có thời gian anh nghe, là toàn vì vợ mày không biết chữ mà mất thời gian lắm. Toàn ấy thôi. À, cảm ơn nhé, anh đi về đây. Và thấy mọi thứ nó tốt như thế này thì tốt rồi. Mọi người đừng quên để lời chúc mừng gia đình của vợ chồng Lý Quân ở bên dưới nhé. Các em cũng là những người xem video này, cho nên là những lời tâm sự của các bác hay những cái lời động viên các em sẽ đọc được hết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của cháu Hiệp. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.